phản áp BMW đúc để ngăn con trai lái xe khi say xỉn. Để ngăn con trai say xỉn lái xe có thể gây ra tai nạn, một người đàn ông Tây Ban Nha đã phá nát xe, đập nát kính, đâm thủng lốp. Tình yêu của người cha dành cho con gái thường rất mạnh mẽ nhưng có thể biểu hiện theo những cách khác thường. Một người đàn ông 60 tuổi đến từ Logroño, Tây Ban Nha đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cậu con trai say xỉn của mình lái chiếc BMW đúc màu đen có khả năng gây ra tai nạn. Cụ thể, cảnh sát thành phố Logroño nhận được cuộc gọi thông báo về việc một người đàn ông địa phương đang phá hoại một chiếc xe BMW đúc đậu trên đường phố. Đội cảnh sát tuần tra lập tức đến hiện trường để điều tra vụ việc trên. Họ nhìn thấy một chiếc xe tải trắng đang chạy trốn khỏi đó, bên trong là một người đàn ông lớn tuổi và một thanh niên trẻ đang say xỉn. Sau khi thẩm vấn hai nghi phạm, cảnh sát biết được rằng họ là cha con và người đàn ông lớn tuổi thực sự, chịu trách nhiệm cho việc phá hoại chiếc BMW đúc thuộc quyền sở hữu của con trai. Người đàn ông 60 tuổi giải thích rằng ông đã cố gắng thuyết phục con mình không được lái xe khi say rượu nhưng vô ích. Lo sợ rằng con có thể gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, ông không còn cách nào khác ngoài việc dùng một chiếc cuốc chim đập vỡ cửa kính, làm thủng lốp xe và cả thân xe. Xong việc, ông đưa con trai mình lên xe riêng để rời đi thì bị bắt. Chiếc xe hư hại nặng nề vẫn còn đậu lại tại hiện trường. Chúng tôi nhận được tin từ người dân địa phương thông báo. Họ hốt hoảng khi thấy người đàn ông lớn tuổi cư xử lạ thường, cầm cuốc để phá hủy một chiếc xe đắt tiền trên đường phố, một sĩ quan cảnh sát kể lại. Vẫn chưa rõ liệu hai người đàn ông có phải chịu hình phạt vì tội phá hoại tài sản hay không, nhưng theo cảnh sát địa phương, câu chuyện này đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.